Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì không có sức phương tiện thiện xảo, vì sanh trưởng nhiều thứ tăng thượng mạn, vì khinh miệt chê bai các Bồ Tát khác, nên tuy siêng năng tinh tấn nhưng bị rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì phước đức cạn mỏng nên thiện nghiệp đã làm phát lời thành thực đều khởi ma sự. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thường thân cận cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen các thiện tri thức, chẳng có thể thỉnh vấn hành tướng Bồ Tát đắc bất thối truyền, chẳng có thể thăm hỏi nhận lãnh sự nghiệp đã tạo tác của quân ác ma, do sự trói buộc của ma này nên càng trở nên kiên cố. Vì sao? Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng bao lâu, cho đến xa lìa phương tiện quyền xảo, cho nên bị ác ma nhiễu loạn. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát nên hiểu biết hoàn toàn các loại ma sự.